Xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu xe 4 bánh, gọi là 3 bánh được, 4 bánh được. Chạm trụ lái này, bánh sau là 4 bánh đặc. Mẫu này thì có ghế ngồi này, hiện tại thì em đang quất tải này, những cái hộp số này. Mỗi một cái hộp số là khoảng 8 cân, chỗ này cũng mấy tạ đấy. Chiều rộng là 70, chiều dài là 1,5 m, 1,5 m tính lên đây, 1,2 m tính lên thùng. Nòng thùng là 1,2 m. Xe thì rất là dễ lái, tiến lùi rất là khỏe. Đây là cái dốc lên xưởng em này. Đấy, dốc lên xưởng rất là cao này, để em lái xe cho. Xe thì có hai tầng số nhanh chậm. Tuy nhiên thì đi ở cái giải tốc độ chậm thì nó sẽ dễ lái hơn rất là nhiều. Đấy. Vừa rồi là mình đang để số nhanh nhé. Chứ còn đối với số chậm ấy thì khoảng 1 tấn không vấn đề gì cả. Đấy. Bánh đặc hết nhé. Mẫu xe này có các kích thước lần lượt là chiều rộng là 70, chiều dài đến chỗ để chân là 1,5 m, chiều cao là 45, chiều cao mặt sàn thùng là 45, chiều cao mặt thành là 47. Hệ thống lái như thế này thì có thể lái quay vòng tròn được, tâm vòng tròn là 1 m. Đấy. Đối với những cung đường khoảng 1,2 m là có thể quay đầu được. Rất là tiện dụng, bánh đặc thì không bao giờ sợ hỏng. Tải trọng thì trên 1 tấn, dưới 1 tấn là vẫn đáp ứng. Phiên bản là tay lái này. Có 3 số, số tiến, số lùi, số nhanh, số chậm. Đấy. Đèn báo, có cả đèn pha này. Mọi chi tiết liên hệ 0983 818 955.